Xin chào các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn này, mình có nhận một con bếp từ Sanaki nhé. SNK101 1018BT. Các bạn nhìn thấy hình dáng ở đây. Thì con này của mình là nó bị bệnh, mình đã sửa xong rồi. Đây các bạn này. Bếp này dùng rất là nhiều. Và nó cũng gần giống với cả cái bếp từ bếp từ Kangaroo nhé. Thì bài này mình sẽ cho các bạn cái thông số của con bếp này để ngày mai các bạn có thể là lấy thông số để các bạn làm các cái bếp loại này nhé. Đây thì đây là con thông số của IC của nó nhé. Đây các bạn này, thông số IC con này đây. Đây các bạn nhé, đây là thông số của con IC này nhé. Các bạn đếm thì đếm từ cái chân số 1 đây này, từ cái chân có dấu khuyết này các bạn thấy không, chân 1 này. Con này có 20 chân thì các cái chân nó cũng đều có các nhiệm vụ riêng của nó. Thì đây chính là các cái chân của nó. Các bạn có thể là dừng màn hình lại để các bạn có thể là ghi chép nó vào nhé. Đây là các thông số của máy khi mà mình đã sửa cho chạy hoàn toàn bình thường rồi. Mình ghi nó ra đây để phục vụ các bạn nhé. Nhất là các bạn đã mua tài liệu bên mình rồi thì có các cái thông số này, nên mai gặp những cái dòng bếp này sẽ rất là ngon lành. Đây chân số 1 đây nha các bạn nhé. 1. Và đây là chân số 10 này. Trên này là chân số 20 này. Rồi. Các bạn có thể là dừng màn hình lại để ghi chép lại thông số nó nhé, để lấy cái thông số làm xong này.